Vâng, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Hôm nay thì chúng em lại lên đơn cho một anh khách ở Lâm Đồng. Còn đặt bên em là một chiếc đầu nâng cấp đến từ thương hiệu Smart Car các bác nhé. Và cái đầu này thì anh cũng đặt là cái main nâng cấp là cao nhất của Smart Car. Thì đây chính là main bằng nút nhé. Đấy, đầu không ổ, main bằng nút này. Thì với cái đầu này thì hiện tại thì vỏ nó chính là vỏ của đầu Việt KTV, đúng không ạ? Việt KTV đúng ra là vỏ của đầu Việt KTV HD Pro. Đó. Thế thì với cái đầu này cơ bản thì nó sẽ không chạy được YouTube. Đấy, nếu như là của Việt KTV thì nó sẽ không chạy được YouTube. Và Việt KTV chỉ có HD Bluetooth trở lên thôi. Và K Bluetooth thì mới chạy được YouTube. Còn đơn giản như cái dòng đầu HD Pro, HD thường trở xuống thì không thể chạy được YouTube. Đó, chính vì vậy nên anh đã có nhu cầu là nâng cấp. Đấy, nâng cấp lên một chiếc đầu main cao nhất, chạy mượt mà nhất để của chúng ta là có thể là hát được YouTube, không có quảng cáo và tính năng nó phải là mượt mà nhất. Thì ở đây em đã nâng cấp luôn cho anh một cái chiếc main. Đó, main này thì chính là main của Smart Car, là main Bluetooth anh em nhé. Đó, và hiện tại thì anh là không đặt theo màn hình cảm ứng, thì chúng em cũng sẽ hướng dẫn luôn là anh em là có thể là tải phần mềm về để anh em có thể chọn bài nhé. Và phần mềm thì các bác ví dụ như dùng Samsung hoặc là iOS thì các bác sẽ gọi cho em là cái tên của nó là Smart Car nhé. Smart Car đó, các bác gọi như thế này cho em, Smart Car này, sau đó các bác ấn tìm kiếm. Đó, thì cái nó sẽ ra luôn này, Smart Car Karaoke Remote Pro này, thì các bác sẽ bấm vào đây để tải về. Và tuy nhiên thì em đã tải sẵn rồi, thì em sẽ ấn mở lên nhá. Đó, và mở lên thì bây giờ thì em sẽ hướng dẫn anh em là kết nối lại nhá. Kết nối cái này thì nó cực kỳ đơn giản. Đầu tiên là các bác sẽ cắm vào một cái modem wifi. Đó, và đây em đã cắm này, cắm dây mạng vào cái đầu. Đó, em sẽ cắm cái dây mạng vào đầu này. Đó, cắm dây mạng vào đầu nhá. Đây, cái dây mạng ở đây và em đang cắm vào đầu đây các bác này. Đó, cắm vào đầu. Và bước thứ hai là các bác sẽ phải chọn đúng cái wifi mà anh em đang cắm cái model này. Đó, ví dụ như là em đang kết nối cái đầu này, cái model này, cái wifi này vào cái đầu, đúng không? Mà em lại không bắt cái bắt điện thoại em không bắt với cái model này, mà em lại bắt một cái model ở tầng 2 hoặc tầng 3, thì như thế thì chúng ta sẽ không kết nối được. Ở đây chúng ta sẽ phải là kết nối đồng bộ nhá. Kết nối đồng bộ là em sẽ kết nối wifi của cái thằng đầu này nhé. Để em vào lại wifi cho anh em xem này. Đó, bước thứ hai là chúng ta lại vào điện thoại và chúng ta sẽ tìm đúng cái tên wifi của cái model này thì chúng ta mới có thể kết nối được nhé. Ví dụ cái này nó là cái Misia này. Đó, Misia thì em sẽ phải kết nối cái Misia này. Đó, kết nối đúng cái này. Còn nếu như em kết nối ngoài cái Misia này ra, em sẽ không kết nối, em lại kết nối các cái bên dưới này thì chắc chắn là sẽ không kết nối được. Và đây các bác thấy không, em đã kết nối rồi này. Và bây giờ thì các bác sẽ vào mục ứng dụng của Smart Car. Đây, em vào luôn này. Đấy, và nó sẽ tự động kết nối nha, em không phải nhập mã gì hết. Đó, thế này đã kết nối rồi. Và đây thì các bác thấy rằng đây nó không có ổ cứng. Đây là tất cả chúng ta sẽ hát ở trên YouTube thôi. Đấy, hát ở trên YouTube nhá. Về đây, anh em sẽ vào YouTube này. Đó, thì đây tất cả bài hát nó ở phần YouTube, nó ở chỗ này. Đấy, và anh em muốn hát bài nào, ví dụ tình nhật file nhá, em sẽ chọn tình nhật file. Đó, và chúng ta sẽ quay về mục mục này. Đấy, mục qua bài này thì nó sẽ chạy lên TV luôn. Đấy, là sẽ ra được cái bài hát tình nhạc file, anh em nhìn này. Đó, tình nhạc file remix này. Và anh em muốn chọn một bài nào khác thì ví dụ các bác muốn chọn bài tình ta biển bạc đồng xanh, em sẽ chọn nhé, tình ta biển bạc đồng xanh. Các bác chỉ cần viết chữ cái đầu nó sẽ ra, ứng tìm kiếm. Đó, nó sẽ ra này, tình ta biển bạc đồng xanh này. Em sẽ chọn bài tài như từ như tài này, chọn này. Ok, giờ chúng ta ấn qua bài này. Đấy, thì lập tức trên TV nó sẽ qua bài luôn. Đấy, đấy, đúng không ạ? Từ như tài, anh em thích chọn bài hát nào cũng được hết. Đấy, thích chọn bài hát nào. Và các bác chỉ cần gọi chữ cái đầu thôi. Đấy, kết nối cực kỳ đơn giản, chỉ mất vòng 1 phút này em có thể kết nối được. Đó, đây là cái main mà rất là cao cấp, noát, tốc độ noát rất là nhanh và chạy rất là ổn định nhá. Giá thành thì rất là rẻ. Anh em có nhu cầu nâng cấp thì có thể liên hệ trực tiếp với Tuyên Vũ để được hỗ trợ nhé. Và xin chào các bác.